Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục dự đoán cùng thể thao văn hóa và bây giờ thì chúng ta hãy cùng đến với vòng bảng Champions League trận đấu giữa Manchester United và Leipzig. Nếu nhìn vào những con số thống kê thì không thể phủ nhận phong độ của MU trong thời gian qua là khá tốt khi chỉ phải nhận một thất bại ở 5 trận gần nhất. À, trong trận giao quân ở Champions League thì họ có được chiến thắng đầy bất ngờ với tỷ số 2-1 ngay trên sân của đương kim Á quân Paris Saint-Germain <laughs> Nhưng ở giải ngoại hạng quỷ đỏ của nước Anh lại phô diễn một bộ mặt khá thất thường, MU để thua Tottenham 1-6 rồi lại thắng Newcastle 4-1 và gần nhất là trận hòa bạc nhược với Chelsea ngay tại nhà hát của những giấc mơ. Trong khi đó thì Leipzig thể hiện lối chơi vô cùng ấn tượng, chiến thắng 2-1 trước Hertha Berlin đã đưa họ lên ngôi đầu Bundesliga. Lượt trận đầu tiên của vòng bảng C1 thì Leipzig cũng đã có được chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 trước Basak Sehir trên sân nhà. Dù được chơi tại Old Trafford nhưng rõ ràng MU phải để dè chừng trước các đối thủ đang có hàng phòng ngự số 1 ở Bundesliga mùa này. Martial đã có thể trở lại trên hàng công của MU và luyện viên Sosa sẽ có được đội hình ưng ý nhất. Sự xuất hiện của Mata đã giúp tuyến giữa của Quỷ Đỏ uyển chuyển hơn rất nhiều. Cavani cũng đã có lần đầu ra mắt trong màu áo mới và hàng công của đội chủ nhà đang sở hữu những cái tên rất chất lượng. Bên phía Leipzig đang có 4 cầu thủ không thể ra sân vì những lý do khác nhau nhưng đội bóng của nước Đức vẫn có những cái tên quan trọng trong đội hình. Hàng thủ vẫn dưới sự chỉ huy của trung vệ thép Upamecano, bộ ba trên hàng công vẫn là Clivers, Kolod và Nkunku. Hai đội chưa từng gặp nhau trong quá khứ, phong độ của Leipzig thì cứ đang tỏ ra thuyết phục hơn. Khi bất bại ở 5 trận gần đây và 4 chiến thắng liên tiếp, MU cũng chỉ mới để thua có 1 ở trên 5 trận đấu và mang về tới 3 chiến thắng. Và thưa quý vị, tỷ lệ của trận này, Manchester United sẽ chấp Leipzig 1 phần 4. Dù Leipzig đang có phong độ tốt nhưng MU vẫn rất đáng sợ khi được trở về Old Trafford. Với đầy đủ đội hình trong tay, đại diện của nước Anh sẵn sàng mang về chiến thắng ở cuộc đối đầu này. Hơn thế, đây cũng không phải là tỷ lệ chấp quá sâu khiến người chơi phải lo lắng. À, thưa quý vị và các bạn, tỷ lệ tài xỉu của trận này là 23 phần tư. Leipzig là đội bóng chơi phòng ngự cực hay, bằng chứng là họ mới để thủng lưới hai bàn ở 5 trận đấu đã qua. Phải làm khách ở trận đấu này sẽ buộc đại diện của Đức phải tính toán chơi phản công và đây có lẽ cũng là trận đấu có ít bàn thắng. Dự đoán của chúng tôi trận đấu này Manchester United sẽ vượt qua Leipzig với tỷ số 1-0. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.